cây mini ở bên phía cánh phải, hội chợ sinh vật cảnh chào mừng tuần văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc. Cây của bác Ngô Mạnh Hiệp xì rất là đẹp, rất là thích đây. Đấy, xì. Xì và một loạt xanh khá là ưng mắt ở đây. Đây. Tôi vừa mới đi một vòng xung quanh và đi hết cái hàng mặt tiền đầu tiên ở chỗ sảnh Tam Đỏ này. Bây giờ đến những cái hàng cây tiếp theo ở bên phía cánh phải. Tiếp theo bên phía cánh phải. Đầu tiên là cái xì này. Của bác Hiệp. Xì khá là thích. Tôi dạo này tôi khá là thích sexy. Mini nha các bác nhé. Thế mà nói miền Bắc mình chơi xanh xi là hay, không có đối thủ. Cái xi hay. Đó là một cái xi rất hay. Rắn làng, xì rắn làng, xì búp đỏ, đã hoàn thiện. Đấy, của bác Ngô Mạnh Hiệp. Rồi, tiếp theo đến cũng có một số cây của bác Hiệp, cây dưới. Dưới nó có cái hay là hai cái thân nó gập vào nhau kìa. Đấy, ở giữa nó có cái lỗ khuyết. Phẩm Tùng La Hán cũng của bác Hiệp luôn. Khá là sạch sẽ, cây khá là sạch sẽ. Đây, Tùng La Hán đến cái độ thân nó bóc vỏ này, nó đỏ đỏ, tím tím, nó sẽ rất là thích. Rất là thích. Wow. Đây là một cây xanh xanh lắng làng, xanh quê, một cái xanh quê lắng làng, mình khá là thích cây này, đậm chất làng quê luôn, cây tán, thân, vệ trên rễ là đều hoàn thiện rồi, cây lắng làng khá là hay, không thấy treo biển ở đây cây này, có lẽ là bay mất rồi, xanh quê. Xanh quê lá nhỏ, lá dài một chút. Tán đầy, tán rất đầy. Này rút răm ra thì nhìn mê lắm. Vâng, mùa này rút răm được rồi, cây này. Chúng ta quay mặt sau, một cây dáng làng điển hình. Theo cái con mắt của tôi bình thường là một cây dáng làng điển hình. Và về độ già và độ sạch sẽ của cây, vẫn như những cái rễ buông đặc trưng của dáng làng, rất là thích cây này. Thích cây này. Thích cây này. Đấy. Tiếp theo. Một cây xanh nữa. Cây xanh cũng không thấy treo tên của ai cả. Đấy. Chơi phương pháp níu dây các bác nhá, không chơi phong cách vào dây, chơi cắt giật và níu dây rất kỳ công. Đấy. Vừa rồi có đọc trên báo cái bài viết của đại loại là trong miền Nam ấy là vào dây cho đại loại gì tôi không nhớ rõ tiêu đề, nhưng mà đại loại là vào dây nhôm cho cây cảnh lại tỷ đồng, đại loại thế. Ta ca ngợi cái cách làm vào dây ấy. Thực tế là để mà thương mại thì vào dây, thì thương mại sớm thì vào dây là hay rồi, còn để các nghệ nhân mà chơi chuyên sâu thì
phương pháp này thì không phải phương pháp của họ. Đấy, ok à. Quốc cá rất kinh khủng. Đang nói tiếp về cái chị cây này, một cây trực rất là, tôi rất là thích cây trực. Cái hàng này thì chưa, ở đây không biết có phải của bác à, cũng không rõ là của bác nào, không thấy biệt một, nhưng mà nhìn cây cũng khá là quen. Một cây mà từ chân bệ cho đến chi răm cho đến lá thì tôi đều rất là thích. Cây rất là trực gạo, nông là vậy. Đấy. Từ chân bệ sẹo xiếc lịnh tít, chân bệ rất sạch sẽ, rất là côn. Đại loại rất là côn. Côn cây. Rất đều. Bệ đế. Đấy. Bệ đế và lá, bác ấy vừa phun thuốc gì đấy để chống dẹp đây. Còn vệt thuốc. Cây rất là hay. Một cái phong cách cây mà mình khá là thích. Tôi khá là thích. Đấy. Nếu mà em mà có sở hữu cây này chắc em làm nó sạch sẽ hơn. Sạch sẽ hơn, răm riếc sạch sẽ hơn. Mình chẳng có thì đành chịu thôi. Nó bị chỉ tỉa tỉa đi. Thấy thì tôi cảm giác tôi sẽ làm kỹ hơn. Tất nhiên mình cũng chưa có sở hữu được những cây như này, nó cũng mơ ước lắm. Mơ ước lắm các bạn. Rất là thiên nhiên. Cây dưới. Một cây nữa mà phong cách trực. Đấy, để dễ. Chắc có lẽ là của một chủ, một bác chủ. Đấy. Nếu tôi sẽ đi mặt sau nó lướt một chút. Một cây nữa rất là thích. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Để dưới lên trên. Cây này thì rất là vui rồi, rất là cục kịch, rất là chùn rụt, quá rất đẹp. Nhưng cái ngọn này tôi lại không ưng cho lắm, bắt đầu từ đây ra là không ưng cho lắm. Đấy. Đây ra. Đà lông, chỗ này bị cháy, ngày xưa bị cháy bệ. Đà làm thì rất là lâu các bạn, khá là lâu mới được thành, lâu hơn xanh xì nhiều. Nhưng mà làm xong thì nó khá là đẹp. Ép lá nó nhỏ lại thì tuyệt vời. Đây một cái thực tế mà nói thì chắc nó là một cái đề. Nó thường rất là đề thì trắng, nhưng mà thường nó rất là dễ nhầm lẫn cây lâm vồ y hệt như này. Thực tế tôi cũng chưa phân biệt được, chỉ biết là cái bồ đề thì lá nó dài, cái đuôi nó dài, có cái đuôi dài, cái này đuôi nó hơi ngắn, không xác định được. Tôi không phải là chuyên gia trong cái phân biệt đề này, nhưng mà dù lâm vồ hay là bồ đề thì cứ đẹp là thích hết. Cây rất là đẹp, cây này rất là thích. Thích cây này. Đấy. Tất nhiên là nó hơi khó quay một chút vì là tán nó khá là rậm. Một cái hàng cây điển hình mà tôi rất là thích về xanh xi. Tôi xin phép đi mặt sau của một số cái cây vừa nãy đã quay. Đây mặt sau cây bồ đề đây. Mặt này mới là mặt chính. Có tượng Phật đây. Chân bệ rất đẹp, rất hợp lý. Cây cao tầm 30-35. Cây bồ đề. Cây đa. Cái xanh kia, cái xanh của này.
cục kịch này. Đây. Chắc có lẽ là thích con này với con lắng làng ở đầu kìa. Con này. Sẹo này khi nó líp lại thì sẹo. Tất nhiên là nếu mà líp lại thì nó sẽ hơi gồ chỗ đấy một chút. Đẹp, nói chung là đẹp. Đây. Con xanh dáng làng mà tôi thích này. Thì bọn này đã quay mặt sau đây rồi. Đấy, rất tự nhiên. Sang hàng thứ hai các bác nhé. Sang hàng cây thứ hai. Một cây sung. Một cây sung la đà theo phiến đá tấm thủy. La đà theo phiến đá tấm thủy. Đấy, cây sung có quả này. Cây sung có quả. À đâu. Sung là cây này. Cây la đà là cây xanh. Sung xanh si có cả. Đấy. Sung bé tí mà rất là nhiều quả. Cây xanh, cây dương cà phê đây. Cây xanh. Cây xanh tôi khá là thích. Không biết giá cả nào sẽ alo cây này. Sẽ alo cây này. Cây tôi khá là thích. Dương cà phê. Mình là tác phẩm gì? Du thì phải. Đúng không? Mộc thạch cây du. Phía mặt chính bên kia tôi sẽ đi phát chế bên kia một chút. Nhìn răm là biết si tay chuột à. Mặt kia là mặt chính mất rồi các bác. Mặt này thì có mỗi cái cây xanh kia thì là mặt chính. Xoay nó không hợp lý cho lắm. Cây xanh rất thích. Cây xanh rất thích. Mùi thế thiện. Cây xanh lộc vừng cũng của bác thiện cùng cối và cây xanh nữa. Con la hán cũng rất là nghệ thuật, rất bay khá là già. Chắc đi là mặt sau này nhanh một chút để ra mặt chính kia. Con sam núi. Sam núi. Chưa thấy trái đâu. Ai chà chà, một ông thác đổ này. Gá khá là bắt mắt. Mặt trước của cây xanh của bác Thiện này. Du mộc thạch đây. Thân này Bẹt dính vào phiến đá đây các bạn. Đây này.
rồi, bị nó phè này. Khá là lâu năm rồi nó phè ra như này. Đây nó gấp lên đây. Gấp lên đây. Đấy, rất là kỳ công. Cái du các bác nhé. Sang đến cái hàng thứ hai này. Cái xì tai chuột của chị Lệ. Có lẽ là mặt chính ở bên này. Đúng rồi, mặt chính đây. Xì tai chuột. Cũng không để số điện thoại các bạn. Đá rất đẹp. À, một con xì nữa, tôi cũng rất thích con này. Rất thích con này. Cụm đại thụ. Rất thích con này. Của chị Lệ này. Đẹp quá. Chị Lệ rất nhiều. Rất nhiều xì tai chuột. Được vườn rất hay. Ép rất nhỏ. Được vườn các bạn, rất nghệ thuật. Đẹp quá. Sam trái. Cái tùng khá là hay, tùng thiên nhiên cũng của chị Lệ. Rất tự nhiên. Nguyệt quế. Mai chiếu thủy. Của chị Lệ. Bạch cảnh kỳ. Chắc các bạn, bộ chắc. Đấy, như vậy là đã đi hết một vòng cánh phải của khu trưng bày, khu vực giữa đây, khu vực giữa cũng ba dãy, và khu vực cánh trái rất là nhiều bên kia, một góc cánh trái. Thì các bác cứ từ từ theo dõi, các bác từ từ theo dõi. Sơn liễu từ từ theo dõi và cố gắng ra đây được thì rất là vui. Đấy. Ở cái dãy tôi vừa đi qua này thì có mấy cây xì tai chuột của chị Lệ, rất là thích mắt. Thank you.
Rồi. Khu vực bên tổng kết lại khu vực bên cánh phải thì các bạn ạ. Khu vực mà hành lang của dãy tầng 3 này thì cây tầm trung thì tôi không nói, nhưng mà bắt đầu vào trong này thì có cây si xanh dáng làng tôi rất là thích. Và đầu cây si đầu tiên này là một số cây xanh ở dãy này rất là thích, và cái bồ đề cuối kia. Hàng thứ hai này của diện dãy mini là cũng thích một cây xanh kia. Thích cây xanh ở giữa kia. Đấy. Hàng thứ ba này thì thích cây si tay chuột này, của hai cây si tay chuột của chị Lệ này, cây đầu tiên này. Và cây này thì thích hơn. Cây này thích hơn. Sẽ chụp cây này để làm cái video. Còn cái dãy giữa này, dãy đầu tiên và dãy giữa của thảm đỏ này thì thích cái cây sung nhỏ kia đang có quả. À, một số cái cây mini của Tân các bạn ạ, cái cây xanh đầu dãy kia đang tập trung kia. Đấy. Đó, xin phép phải sang khu vực phía giữa và phía cánh trái các bác nhé.